Tiểu Phàm vì không có tiền cưới vợ nên mới thất thần đi trên đường. Gặp được ông lão nói chỉ với 100 đồng thì ông ấy có thể cho cậu cuộc sống của phú hào. Anh đã không còn gì ngoài 50.000 tệ này nên không nghĩ liền đưa cho ông lão. Sau đó thì đi lên cầu tính chuyển sinh. Không ngờ tài chính lúc này thay đổi chóng mặt. Giá cả toàn cầu giảm 1 triệu lần. Chỉ có tài sản của mình Tiểu Phàm là không thay đổi. Vài ngày trước cậu vì không có 1 triệu sính lễ nên không cưới được vợ, thậm chí còn bị vợ và mẹ vợ khinh thường. Bố anh thì thường xuyên gây chuyện rồi lấy hết tiền trong nhà. Mẹ Tiểu Phàm vì tức tối nên đã uống hết bình thuốc cỏ. Rồi vị hôn thê của anh lại có con với người khác. Xong lại còn phát hiện bản thân bị ung thư máu giai đoạn cuối. Tiền chữa lại vẫn cần 1 triệu tệ. Tiểu Phàm đen đến mức thần tài phải hiển linh giúp đỡ. Anh thấy mình chưa chết liền chạy đi tiêu pha một chuyến. Đến khách sạn thì bị chặn lại vì bị coi là loại người bần hàn. Tiểu Phàm nói mang 50.000 tệ đến chi tiêu thì nhân viên không tin. Anh giải thích thì bị bảo vệ đánh cho một trận. Đến khi cô ta nhìn thấy tờ 100 nhân dân tệ rơi ra thì hoảng hốt. Cô ta vội nhặt tiền lên rồi chạy ra đỡ Tiểu Phàm. Phục vụ nhiệt tình dẫn anh đến phòng VIP. Cô nhân viên chạy đi báo cáo cho sếp về Tiểu Phàm. Thì ông sếp nghi ngờ là anh cầm tiền giả liền chạy đi xem. Ông sếp yêu cầu Tiểu Phàm show tiền ra trước khi ăn thì anh thấy rất phiền phức. Tuy thắc mắc Tiểu Phàm vẫn bỏ tiền để kiểm tra. Chỉ là 100 tệ thôi mà cũng cần kiểm tra sao? Ông sếp há hốc mồm vì tiền này là thật liền đưa lại cho anh và mời Tiểu Phàm uống rượu. Chai rượu năm 72 này chỉ có khách quý mới được uống. Anh nghĩ sơ sơ thấy chai rượu này ít cũng 10.000 tệ nên anh bảo cứ sắp xếp theo tiêu chuẩn 50.000 tệ là được rồi. Hai người há muốn rách mồm khi thấy Tiểu Phàm lấy ra năm xấp tiền và bảo cứ tiêu hết đừng giữ lại một đồng. Sếp liền lấy bộ đàm ra và thông báo cho mọi người giải tán hết khách nhà hàng. Lên đồ ăn nhanh lên mang đĩa trứng đắt đỏ lên khai vị cho vị khách quan trọng của chúng ta. Mang hết tôm Alaska lên làm món chính. Anh thấy bối rối liền bảo lại cứ sắp xếp theo tiêu chuẩn 50.000 tệ là được rồi. Lúc Tiểu Phàm vẫn đang ngơ ngác thì một dàn mỹ nữ đã mang đồ ăn đến. Tiểu Phàm nhìn muốn lác mắt nhưng nhìn bữa ăn thịnh soạn thế này nên anh nghĩ 50.000 tệ của mình liệu có đủ không. Rất Trần hỏi thăm Tiểu Phàm thì anh bảo là ông gọi thế này tôi nước không trôi. Tiểu Phàm chưa nói xong thì Trần Tổng đã nói sẽ giảm giá để xin lỗi anh. Cả bữa này Tiểu Phàm chỉ cần trả 1 tệ là được rồi. Anh bất ngờ vì hưởng tất cả dịch vụ cao cấp nhất của khách sạn nhưng tổng chỉ còn 1 tệ. Tiểu Phàm vẫn ngờ vực tất cả những cái này rượu vàng rồi tôm Alaska cộng lại chỉ có 1 tệ thôi sao. Sếp Trần hỏi Tiểu Phàm là chê đắt sao. Anh còn nói, không đắt này là quá rẻ rồi chứ. Ai cũng thầm nghĩ một bữa hết 1 tệ mà còn cơ rẻ đúng là phú hào. Tiểu Phàm không có tiền lẻ nên đưa cho họ 5 tệ còn 4 tệ còn lại không cần trả đâu. Sếp Tổng vui sướng hỏi lại, 4 tệ này không cần tìm lại thật sao? Anh nói sếp Trần đứng chê ít nhé mà đâu biết 4 tệ này đủ để mua một căn biệt thự sang trọng. Nói xong thì Tiểu Phàm được các mỹ nữ phục vụ tận răng. Ăn xong thì anh bị bà chủ gọi điện bắt về công ty. Phàm là người sắp chết như Tiểu Phàm thì có gì để sợ. Trên xe taxi tài xế hỏi sao anh có thể đi ăn trưa ở khách sạn xa hoa nhất thành phố. Anh chỉ là kẻ làm công ăn lương tháng 5.000 tệ. Tài xế ngơ luôn rồi, 5.000 tệ sao? Tiểu Phàm không bốc phét đấy chứ. Anh nghẹn ngào nói đến 1 triệu tệ tiền sính lễ còn không có nên không cưới được vợ. Tiểu Phàm vừa xuống xe thì tài xế liền tự bảo làm gì có phú bà nào đòi cưới với giá trên trời vậy rồi nhìn tiền lẻ mà anh đưa, á đủ 100 tệ sao. Về đến công ty thì Tiểu Phàm bị trừ hết lương vì đi muộn. Tiểu Phàm giờ chẳng sợ nữa vì anh đến nghỉ việc. Thanh toán tiền lương tháng trước cho tôi đi, tổng cộng 3.200 nhân dân tệ. Anh có biết tổng giám đốc công ty một năm còn không kiếm được 200 tệ thì sao, anh dám đòi 3.200 nhân dân tệ. Tiểu Phàm nhảy rồi tới hỏi cô ta bịt à, muốn mất tiền thì tìm lý do hợp lý chút. À ta vẫn nhất quyết không đưa, đã bị ung thư giai đoạn cuối còn bị ép vậy, tức chết lão tử rồi. Tiểu Phàm không nhịn được mà muốn oánh lòi răng mụ kia, tiền cũng không cần nữa. Nhưng đang định hành sự thì có người ngăn cản, là giám đốc. Tiểu Phàm than với ông chủ là mụ ta không trả tiền cho mình thì bị nói là đầu óc có vấn đề. Giám đốc không muốn làng nhàng nên muốn trả tiền cho Tiểu Phàm. Bao nhiêu tiền tôi trả cho cậu? 3.200 tệ. Bao nhiêu? 3.200 tệ. Bảo vệ đâu? Có. Kéo tên điên này ra ngoài cho tôi. Tiểu Phàm bị bảo vệ lôi ra ngoài nhưng vẫn nói với theo trả lương cho tôi đi mà. Lúc này tài xế taxi chở Tiểu Phàm đến công ty đang đi cùng một cô gái. Có vẻ như hai người đang đi tìm anh. Đến nơi thì Tiểu Phàm lại đang quỳ dưới đất chịu bị thư ký xỉ vả. Cô gái kia thấy vậy liền đỡ Tiểu Phàm lên. Không phải, quản lý Hà sao chị lại tới đây? Có phải số tiền kia của chúng tôi được thông qua rồi không? Quản lý Hà không lướt cô ta đến một cái mà quay sang Tiểu Phàm. Tiên sinh, 100 nhân dân tệ của ngài xin hãy nhận lấy. 100 tệ? Một tên làm thuê như cậu ta mà có thể có được 100 tệ sao? Cô ta liền bị quản lý Hà cho một cái tát đau điếng. Câm miệng lại cho tôi, dám hạ thấp người sở hữu số tiền khổng lồ này. Nếu cô không muốn làm nữa thì có thể lập tức nói với ông chủ. Số tiền khổng lồ sao, người anh em? 100 tệ này cậu tự nguyện đưa cho tôi đúng không? Cậu mau làm chứng cho tôi đi, không là bọn họ sẽ bắt tôi đi tù đó. Xe chẳng phải là tiền xe tôi đưa cho anh sao? Hai người nghe thấy rồi đó là anh ta tự nguyện cho tôi có thể đi chưa? Lúc này thư ký vẫn đang chế nhạo anh không thể nào có số tiền lớn như vậy thì liền bị quản lý Hà dằn mặt. Tiểu Phàm thầm nghĩ,
không phải chỉ là 100 tệ thôi sao? Sao các lãnh đạo cứ làm quá lên thế? Lẽ nào họ chưa thấy 100 tệ bao giờ sao? Anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Lẽ nào giá cả trên thế giới này thực sự bị khấu hao rồi sao? Hiện tại khối tài sản của tỷ phú Marcus là bao nhiêu? Tổng gia sản của ông ấy rơi vào khoảng 40.000 tệ, mình có tới 50.000 tệ. Thế thì mình chẳng phải là tỷ phú mới của thế giới sao? Lúc này chị Hà liền giới thiệu anh đến ngân hàng của cô. Tiểu Phàm đồng ý. Được được, rồi hai người đi đến ngân hàng. Anh nhận tiền và thẻ của mình. Tiểu Phàm hỏi, chiếc thẻ này giờ có thể dùng được chưa? Đương nhiên là có thể rồi, giờ ngài đã là người sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tệ. Tôi đã thăng cấp thẻ của ngài thành thẻ đen rồi. Chế độ phục vụ của các người quả là không tồi nhỉ. Hay là tôi chuyển hết tiền vào chỗ các cô nhé. Không biết tiên sinh định gửi bao nhiêu là 20 hay là 50? 50 hay 20 thì gửi làm gì chứ? Tôi định gửi 50.000 tệ. 50.000 tệ sao? Tiên sinh anh không đùa đấy chứ? Tỷ phú Marcus của thế giới mới có hơn 40.000 tệ. Tiền của tôi sẽ giao lại cho cô quản lý hết. Anh có 50.000 tệ thật sao? Tôi lừa cô làm gì chứ? Vì số tiền quá lớn nên gửi vào ngân hàng sẽ mất một khoảng thời gian. Tiểu Phàm bảo cô cứ thong thả mà làm rồi rời đi. Tiểu Phàm hớn hở ra khỏi ngân hàng. Cuối cùng mình cũng có cơ hội trở mình rồi. Đầu tiên đi mua một căn biệt thự hay là một chiếc xe đây? Không phải mới có một căn biệt thự có giá 2 tệ mới mở bán sao? Nói rồi Tiểu Phàm hí hửng chạy đến nơi bán biệt thự. Nào ngờ gặp phải thằng em của vợ chưa cưới. Vừa gặp anh hắn đã móc mỉa. Đây chẳng phải là anh rể nghèo rớt mồng tơi đó sao? Sao nào? Dựa vào anh mà cũng muốn đến chỗ chúng tôi mua nhà sao? Đặng Thu, cậu bớt xem thường người khác đi. Bao nhiêu năm nay tôi cho cậu không ít đâu. Tôi chê, anh muốn cưới chị tôi thì đó là điều anh nên làm. Bỏ đi, anh muốn vào trong. Số tiền khởi điểm của mỗi căn nhà là 1 tệ. Chỉ cần anh chứng minh thực lực của mình thì tôi có thể cho anh vào trong. Chứng minh chứ gì? Được, mở to mắt chó của cậu ra mà xem. 100 tệ có đủ không? Anh rể, anh có 100 tệ sao? Số tiền này đủ để mua 100 căn biệt thự ở đây rồi. Hắn ta tay bắt mặt mừng muốn Tiểu Phàm và chi hắn ngày mai lập tức kết hôn. Tôi với chị cậu đã chấm dứt rồi. Cô ta mang thai nhiệt chủng của người đàn ông khác còn muốn ông đây đổ vào sao? Lâm Phàm không muốn nghe nữa liền bỏ đi. Hắn ta không chịu được mà liền đi sau năn nỉ. Đúng lúc này chị hắn ta đi tới. Lâm Phàm, Tiểu Quyên đây là tên bạn trai cũ đến 1 tệ cũng không có đây sao? Vâng, Lâm Phàm, một căn nhà ở đây có giá tận 1 tệ đó. Đặng Quyên, các người quả là người một nhà. Cái giọng điệu chế giễu người khác sao mà giống em cô thế chứ? Đặng Thu sao thế hả? Chị, Lâm Phàm không biết lấy đâu ra 100 tệ. Em khuyên chị mau quay lại với anh ta đi. Đoạn Thu, óc em là bã đậu à? Nếu như anh ta mà có 100 tệ thì sao 1 tệ sính lễ lại không có chứ? Đúng nhỉ? Đây là một quản lý doanh nghiệp nằm trong top 500 thế giới như tôi, cả gia sản còn chưa quá 10 tệ. Một tên 1 tệ tiền sính lễ còn không có như cậu, sao dám nói mình sở hữu số tiền khổng lồ đó? Cậu có biết tội làm giả tiền lớn như thế nào và phạt tù bao nhiêu năm không? Khẩu khí lớn quá nhỉ? Tôi tưởng anh là người ít nhất cũng phải có 20 tệ gì đó. Hơn nữa sao anh lại biết tiền của tôi là tiền giả? Lão nương xé nát của anh. Được lắm Đặng Quyên, cô có biết tội tiêu hủy số tiền khổng lồ chỉ có giới hạn 1.000 trang như này bị bán bao nhiêu năm tù không? Thế nhưng đôi cầu nam nữa kia chẳng hề quan tâm mà bỏ đi. Đặng Thu thì lại trở mặt không cho Tiểu Phàm vào nữa. Trước kia tôi thực sự không có tiền, giờ mấy căn nhà ở đây tôi tùy tiện có thể mua vài căn. Em vợ, người như cậu ta đã nghèo quá lâu rồi, cứ cho cậu ta vào để mở mang tầm mắt đi. Quản lý đến liền khúng núm đến nịnh nọt nhà họ Vương kia. Quản lý, căn nhà đắt nhất trong số này của các người là căn nào? Chàng trai ở đây, căn nhà rẻ nhất được trợ giá nhất của chúng tôi cũng đã có giá 1 tệ một căn rồi. Không phải là thứ mà người nghèo như cậu có thể mua đâu. Nghe tôi đi, mau chóng về đi. Anh cứ nói với tôi là bao nhiêu tiền đi, tôi mua được. Tôi nói cậu, Đoạn Thu mau chóng ném cậu ta ra ngoài đi. Này quản lý, người này là người yêu cũ của vị hôn thê của tôi. Dù sao loại người như cậu ta cả đời cũng không thể mua được một cái nhà vệ sinh ở đây. Cứ để cậu ta vào để mở mang tầm mắt đi. Dù sao chúng tôi cũng muốn mua nhà. Căn đắt nhất ở đây bao nhiêu tiền? Căn đắt nhất của chúng tôi là một căn trên đỉnh núi, dựa núi hướng thủy, là một căn nhà có giá trị lớn. 5 tệ, bao nhiêu? 5 tệ, Vương thiếu người ta chính là muốn căn đó. Anh mua đi mà, hắn ta tái xanh mặt rồi tỏ ý muốn mua căn 1 tệ kia. Trời ạ, có căn nhà 5 tệ cũng không mua được. Quản lý, tôi lấy căn đó. Tiểu tử đến 1 tệ tiền sinh lễ cậu còn không có sao có thể mua được căn nhà này chứ? Lâm Phàm, tôi nói mua là sẽ mua, không giống ai đó chỉ thích khoe mẽ. Lâm Phàm, anh nói rõ ràng cho tôi, anh mắng ai là đồ khoe mẽ hả? Tôi chẳng mắng cô. Cô kích động như thế làm gì? Quản lý, tôi lấy căn đó. Muốn mua căn đó thì bắt buộc phải đưa ra tấm thẻ ngân hàng có giá trị hơn 50 tệ để chứng minh. Chứ một tên ăn mày như cậu có được sao? Tiểu Phàm tức tối rút thẻ ngân hàng ra, muốn mua căn nhà đắt nhất lẫn những căn đôi kia muốn chọn. Bọn chúng vẫn đang cười giễu cợt anh. Trời ạ, Lâm Phàm, có phải chia tay với tôi xong anh quá đau lòng nên não bị ống nước rồi không? Lại còn 50.000 tệ. 50.000 tệ có bao nhiêu số không anh có biết không hả? Tên họ Vương kia vẫn chế nhạo rằng tỷ phú thế giới Marcus mới có 40.000 tệ, cậu nói cậu có 50.000 tệ. Cậu đùa tôi đấy sao?
không phải tôi coi thường cậu, tôi đã từng gặp các thiếu gia nhà giàu, không có 1.000 thì cũng có 800 tệ, bọn họ cũng chưa mạnh mồm như cậu nữa là. Sao nào, không tin chứ gì, cậu bảo tôi tin kiểu gì đây? Một tên 1.000 tệ tiền sinh lễ còn không có sau một đêm bỗng nhiên trở thành tỷ phú. Đây là chuyện cười buồn cười nhất mà tôi từng nghe đó. Nói rồi tên họ Vương kia giật lấy tấm thẻ ngân hàng của Tiểu Phàm. Hắn ta nói anh là cũng giống đó chứ, lại còn là của ngân hàng Hoa Hạ. Bỗng có tên từ đâu đi tới, hắn ta là nhân viên của ngân hàng Hoa Hạ. Chưa biết thế nào hắn ta liền đánh Tiểu Phàm một cái bạt tai. Hắn ta còn mắng anh gan lớn dám làm giả thẻ của ngân hàng Hoa Hạ, lại còn giả mạo mối quan hệ với Hạ Tổng. Khách hàng cao cấp của Hoa Hạ cũng chỉ dùng thẻ bạch kim thôi, chưa bao giờ phát hành thẻ đen, cho nên cái thẻ này chắc chắn là giả. Ai nói cái thẻ này là giả hả? Các người chưa nhìn thấy không phải là không có, có tiền hay không quẹt thẻ là biết chứ gì. Bọn chúng vẫn khinh khỉnh bảo để Tiểu Phàm thử, nào ngờ quẹt thẻ thất bại. Hóa ra do số tiền quá lớn nên tiền của anh vẫn chưa được chuyển vào thẻ. Hà Tổng nghe tin anh đang mua nhà thì liền nhanh chóng mang hết tiền mặt của anh đến nơi mua bán nhà. Tên nhân viên kia lại cho Tiểu Phàm thêm một cú bạt tai. Bọn chúng đắc ý cười nhạo Tiểu Phàm, người đâu lôi tên này ra ngoài đánh một trận cho tôi. Không phải chứ, tôi không có làm giả, trong thẻ của tôi thực sự có 50.000 tệ. Giả vờ giả vì gì chứ, nghèo vẫn chỉ là nghèo mà thôi. Hiểu không, cút, tôi không hề nói dối, để tôi thử lại một lần nữa đi. Dừng tay, tên nhân viên liền chạy đến báo chiến tích với Hà Tổng là bắt được tên giả mạo thẻ. Hà Tổng chưa kịp nói gì thì nhà họ Vương kia liền nói xen vào, tên ăn xin bốc mùi này còn dọa sẽ mua cái này mua cái kia. Mua nhà sao, ngay cả một tệ tiền sinh lễ còn không có được, anh còn dọa sẽ mua một căn biệt thự nữa, không biết xấu hổ. Hà Tổng cô đến rồi sao? Tiểu Phàm liền chạy ra sau lưng Hà Tổng và cáo trạng hai người nhà họ Vương kia vừa đánh mình. Hà Tổng nhíu mày rồi vệ sĩ liền tiến đến chỗ chúng. Mồm chúng vẫn còn kêu oai oái nói rằng là Tiểu Phàm cầm tấm thẻ giả đi khắp nơi. Các người vừa xúc phạm người giàu nhất của Hoa Hạ, không bỏ qua cho ai hết. Người giàu nhất, ra tay, anh Lâm đây là 500.000 tệ chúng tôi đã mang đến cho anh. Đặng Uyên thấy Tiểu Phàm có tiền liền lật mặt. Lâm Phàm, chỉ cần anh mua cho em một căn biệt thự em sẽ ở bên anh ngay lập tức. Đặng Uyên cô đúng là không biết xấu hổ. Rồi Tiểu Phàm liền hất cô ta ra, lúc anh không có tiền thì đá anh, giờ anh có tiền liền bám dính lấy anh. Cô ta biện minh do Vương lầm lừa cô ta. Họ Vương nghe thấy vậy thì liền cãi nhau với Đặng Uyên. Tiểu Phàm không muốn lôi thôi nên nói với Hà Tổng việc Đặng Uyên xé nát tờ 100 tệ. Hà Tổng liền đưa cô ta đi. Họ Vương thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin Tiểu Phàm, nhưng quản lý đã gọi bảo vệ lôi hắn ta ra ngoài. Quản lý liền quay ra nịnh nọt Lâm Phàm, anh muốn mua hết tất cả những căn biệt thự ở đây. Hắn ta như bắt được vàng liền nhanh chóng mang hết 115 cuốn sổ đỏ đến cho anh. Tiểu Phàm nói người bắt hắn ta đưa đến đồn cảnh sát. Hắn ta tức tốn mày cứ chờ tao đấy. Còn tên nhân viên ngân hàng đã đánh anh hai cái đau đớn kia thì giao cho Hà Tổng. Hắn ta chẳng còn gì ngoài lá đơn từ chức cả. Hắn ta cầu xin Hà Tổng nhưng Hà Tổng rất cứng rắn mà đuổi hắn ta đi. Bỗng có tiếng báo động. Hà Tổng cô không nghe thấy tiếng báo động sao? Báo động gì cơ? Chỉ có mình Tiểu Phàm nghe thấy. Báo động hệ thống, vui lòng đăng nhập vào hệ thống. Bỗng Tiểu Phàm bị dịch chuyển đến một nơi nào đó rất tối tăm. Hệ thống yêu cầu anh đi kiếm việc làm để trải nghiệm tiếp. 1 giờ làm việc được 2 giờ trải nghiệm. Nếu không thì hệ thống sẽ đóng cửa và Tiểu Phàm chỉ còn 24 giờ trải nghiệm nữa. Thoát ra khỏi hệ thống, Tiểu Phàm tức tốc chạy đi tìm việc làm. Anh là người giàu nhất thế giới, anh còn phải tìm việc làm sao? Nếu mình làm việc 1 giờ nạp năng lượng 2 giờ thì chỉ cần một ngày mình làm 12 tiếng thì mình là người giàu nhất rồi sao? Nhưng chỗ nào cũng chỉ làm 8 tiếng, anh liền nhớ tới Lý Yên Nhiên suốt ngày tăng ca rồi chạy đến đó. Mời anh xem xe, đây là mẫu Maybach mới nhất của chúng tôi. Giá 2 tệ nhưng đang có chương trình khuyến mãi nên chỉ với 1 tệ là anh có thể mang xe về nhà. Tiểu Phàm liền vui vẻ đi ký hợp đồng luôn. Nào ngờ lúc này Lý Yên Nhiên chạy ra và bảo đây là bạn học cũ của cô đến xin việc làm. Ông sếp liền rồi mặt chê Tiểu Phàm không có tiền còn đến đây giả vờ giả vịt. Rồi ông ta mắng xối xả vào mặt Lý Yên Nhiên. Rồi ông ta bắt cô phải tăng ca 4 tiếng. Tiểu Phàm nghe vậy liền vui mừng hớn hở chạy ra. Tôi cảm thấy công việc này rất thích hợp với tôi. Tôi có thể làm thêm giờ miễn phí không cần trả lương. Nhưng ông sếp lại nghĩ anh là đến đây gây rắc rối. Không phải tôi không phải gây rắc rối, tôi thực sự muốn công việc này. Hắn ta liền không nghe vào Lý Yên Nhiên đuổi anh đi, nếu không ngay ngày mai cô không cần đến nữa. Yên Nhiên liền bảo Tiểu Phàm nhanh chóng đi đi, nhưng Tiểu Phàm lại nói, ông quản lý nếu ông thuê tôi thì tôi sẽ mua chiếc xe đắt nhất trong cửa hàng của ông. Hắn ta liền nói anh miệng rộng chỉ biết nói xàm. Tiểu Phàm nói chỉ cần bán thì sẽ trả tiền ngay cho ông. Sếp ta còn muốn đấm vào đầu anh, chê anh chỉ là thằng làm thuê thối tha, có là mấy năm cũng không mua được lốp xe của nó. Anh hỏi Yên Nhiên giá chiếc xe thì biết được là 4 tệ. Nhưng ông sếp vẫn khinh người, muốn Yên Nhiên nhanh đi làm việc còn yêu cầu tối nay đến nhà hắn học lại kỹ năng tiếp thị. Quản lý hay là để tôi đi, tôi sẽ đi thay cho cô ấy. Ông sẽ huấn luyện cho tôi nhé, để tôi có thể bắt đầu làm việc vào ngày mai. Hắn ta không muốn nhận anh liền làm khó. Nếu trong 1 giờ mà anh bán được 1 chiếc xe thì tôi sẽ thuê anh. Anh còn thấy quá đơn giản, nhưng Yên Nhiên phải 6 tháng mới bán được 1 chiếc. Ai cũng nghĩ chắc chắn anh sẽ không bán được 1 đơn hàng nào.
Tiểu Phàm xác nhận lại với quản lý rồi anh muốn mua tất cả xe ở cửa hàng trong tháng này, rồi đưa thẻ cho hắn ta, thẻ đen ngân hàng Hoa Hạ. Đúng vậy, giờ ông đã tin tôi chưa? Và tất cả tiền hoa hồng này được cậu cho Lý Yên Nhiên. Nhưng lại như vừa nãy, tên giúp này lại không tin vào tấm thẻ đen và nói luật của công ty nếu không thanh toán được thì phải tự mình gánh. Yên Nhiên lại bảo cô ấy giúp anh mà anh lại muốn hại cô sao? Anh có biết hậu quả của tính tiền bừa bãi không? Làm sao tôi có thể hại cô được? Mẹ tôi vẫn đang trên giường bệnh, nếu tôi không có việc làm tôi phải làm gì để trả tiền thuốc cho bà ấy đây? Yên Nhiên, chỉ cần cô về nhà học lại kỹ năng tiếp thị với tôi thì tôi sẽ xem xét lại số tiền thanh toán này. Hóa ra từ lúc Yên Nhiên vào làm việc hắn ta luôn quấy rối cô. Cô không chịu đựng được nữa, cô muốn nghỉ việc. Chuyện đã thế này rồi sao chúng ta không ở lại xem kịch? Hắn ta ngạo mạn nói, nếu số tiền quẹt không đủ sẽ trừ vào lương của cô. Đừng lo, tôi sẽ mua những chiếc xe này, tiền thưởng lúc đấy sẽ đủ cho dì chữa bệnh. Hắn ta khinh thường nói, đợi đến lúc Tiểu Phàm bị vả mặt sẽ đau đến mức nào. Hắn ta gọi nhân viên và nói Tiểu Phàm muốn mua hết tất cả xe sang của cửa hàng chúng ta trong tháng này. Lại đến lượt cô, nhân viên kia không tin Tiểu Phàm mà khinh anh. Quản lý giục cô ta nhanh đi quẹt thẻ thì đúng là quẹt được thật. Đang đi thì đâm trúng ai đó. Ông ta cũng biết anh là người giàu nhất Hoa Hạ liền muốn cô ta dẫn mình đi xem. Bên kia tên quản lý vẫn đang đe dọa Yên Nhiên. Yên Nhiên sắp tới sẽ thay vị trí quản lý của ông thôi. Trở thành quản lý bán hàng, ai thèm quan tâm đến vị trí giám sát nhỏ bé như vậy chứ. Hắn ta vẫn khinh anh và đẩy Tiểu Phàm ra, rồi bước đến tỏ tình với Yên Nhiên muốn cô tối nay đến nhà hắn. Tiểu Phàm muốn ngăn hắn ta lại thì bị nhân viên túm lấy. Hắn ta còn đổ cho anh quấy rối Yên Nhiên. Anh phản kháng thì lại bị hắn ta vả cho vào mặt. Tiểu Phàm sắp bị đưa đến đồn cảnh sát thì ông sếp và cô nhân viên kia đã tới. Tiêu Chí Viễn đổ ngốc, hắn ta kể lại việc Tiểu Phàm muốn mua hết tất cả xe trong cửa hàng chúng ta, còn mắng anh là kẻ tâm thần, nào ngờ bị bạt tai vô mặt. Tôi thấy anh mới là kẻ tâm thần, đây là hợp đồng mua xe, hãy mở to mắt của anh ra và nhìn cho rõ vào. Đây là kẻ tâm thần trong mắt anh sao? Nhưng Hoa Hạ chưa bao giờ phát hành loại thẻ đen này và anh ta đến xin việc cơ mà. Hôm nay đã có một người đã bao trọn và mau tất cả các căn biệt thự ở Kim Quý Viên. Tên phú hào họ Lâm này chính là cái người mà anh coi là tâm thần đấy. Ai cũng vẻ mặt bất ngờ không tin. Anh Lâm Phàm, tôi là Dương Minh, Tổng Giám đốc Hoa Hạ Maybach. Xin hãy thứ lỗi cho tôi về sự đón tiếp chậm trễ này. Tiểu Phàm nói không sao và còn góp ý muốn hệ thống thăng chức của Maybach Hoa Hạ nên điều chỉnh lại. Rồi khen Yên Nhiên rất có năng lực. Tổng Giám đốc giao hắn cho Tiểu Phàm. Anh muốn hắn đi dọn nhà vệ sinh còn Yên Nhiên thì lên làm quản lý. Tổng Giám đốc liền sắp xếp công việc ngay. Anh Lâm vui lòng cho chúng tôi địa chỉ. Lát nữa chúng tôi mang mấy chục chiếc xe thể thao chuyển nó đến nhà của anh. Không vội, không vội. Các anh còn tuyển người hay không? Anh này là ý gì? Tôi muốn bán hàng cho anh. Sếp Tổng không hiểu sao anh phải hạ mình đi bán hàng. Thấy anh rất muốn công việc này thì sếp Tổng cũng không gượng ép nữa mà để Yên Nhiên giải quyết. Anh đang vui vẻ thì cảnh báo hệ thống lại vang lên. Hóa ra nếu xin việc không phải do khả năng của mình mà dựa vào chi tiêu lớn thì sẽ không được tính. Đang cày cú thì Tiểu Phàm nghe ai đó gọi anh. Hóa ra đó là bố Lâm Phàm. Ông ta muốn anh cho mình tiền để trả nợ thì có một nhóm xã hội đen đi đến và đưa hai người đi. Chúng lục thấy chiếc thẻ đen của anh, sau đó tra tấn và ép Lâm Phàm nói ra mật khẩu của nó. Cuối cùng anh phải nói ra và thanh toán cả gốc và lãi đằng 10 tệ. Anh muốn giật lại chiếc thẻ đen nhưng bất thành. Yên Nhiên chạy đến cứu nhưng cô lại bị bọn chúng giở trò. Thế là Lâm Phàm được hệ thống kích hoạt sức mạnh siêu cấp rồi oánh sạch banh 50 thằng rồi cứu Yên Nhiên. Rồi hai người về nhà. Anh cũng được kích hoạt công việc vệ sĩ, không phải cải quốc nữa. Tiểu Phàm đang cảm thán nhà Nam tệ thật đáng thì giờ phải vào người Hà Tùng. Hóa ra sếp cô muốn cô đến phục vụ anh. Lúc này anh nhận được điện thoại của anh họ. Ông nội muốn anh nhân dịp mừng thọ ông đưa cô con dâu giá 1 tệ về cho ông xem. Anh còn chưa thể nói chuyện mẹ đã mất cho ông nội. Đợi mừng thọ ông xong hãy nói. Anh muốn Hà Tổng giúp anh. Này Hà Tổng, tôi có một yêu cầu đặc biệt, cô có thể giúp tôi không? Anh có mua thứ đó không? Nếu không có thứ đó tôi không thể đồng ý. Tiểu Phàm ngơ ngác. Tôi chỉ muốn Hà Tổng đóng giả làm vị hôn thê của tôi. Cũng tôi trở về nhà vào ngày mai thôi. Anh vừa về thì ông nội liền mừng rỡ. Tên anh họ thì ghen tị vì anh có cô vợ xinh đẹp như vậy. Hắn ta còn muốn anh thanh toán hết tiền của tối nay ở khách sạn do xét. Ông nội không muốn vậy, ông đã bảo mọi người mỗi người góp một ít vì đồ ăn ở đó rất đắt. Ông nội, ông đừng bận tâm về vấn đề đó. Chút chi phí nhỏ này cháu có thể chi trả được mà. Ông có vẻ muốn nói gì nhưng bị tên anh họ này cướp lời. Nói hãy cứ để Tiểu Phàm trả vì đối với Tiểu Phàm số tiền này chẳng là gì cả. Đúng vậy, đối với tôi đó chỉ là tiền cho một bữa ăn sáng mà thôi. Yêu dô dô tiền cho một bữa ăn sáng sao? Lâm Phàm cậu cũng giỏi khoe khoang quá nhỉ. Vậy thì tiệc mừng thọ tối nay của ông nội sẽ làm theo tiêu chuẩn cao nhất. Lâm Phàm cậu có ý kiến gì không? Ông nội lo lắng nhưng phía Tiểu Phàm và Hà Tổng chắc chắn là sẽ chi trả hết. Ông nội đành đồng ý, còn tên anh họ thì đang ngầm vui vẻ muốn thấy vẻ mặt bị bẽ mặt của Lâm Phàm. Tiểu Phàm gọi điện thoại cho giám đốc Trần để tổ chức tiệc thì tên anh họ lòi ra. Ô Lâm Phàm, không phải anh vừa gọi điện để vay tiền đấy chứ? Rồi lôi Tiểu Phàm đi. Chúc ông nội phúc như Đông Hải, thọ bì Nam Sơn. Đừng nói anh họ không để mặt em. Anh đã nói chuyện với quản lý của anh rồi.
Tất cả các chi phí cho bữa tiệc hôm nay đều sẽ được giảm 80% cho em đấy. Con trai con thật giỏi, con biết nói giúp cho Lâm Phàm. Lâm Phàm còn không mau cảm ơn anh họ của con đi. Mình từ lâu đã là thành viên tối cao của khách sạn đấy Hào, còn cần họ chào mời để giảm giá nữa sao? Lâm Phàm, ý anh là gì? Mẹ tôi đang nói chuyện với anh đó. Quản lý, sao anh lại tới đây? Cậu cũng ở đây à? Ông nội, cháu trai ông là người quan trọng nhất trong tập đoàn của chúng tôi. Vì vậy tất cả đồ ăn tối nay đều miễn phí. Tên anh trai lại tưởng bở là vì hắn nên đồ ăn mới miễn phí. Hắn ta vênh vào muốn Lâm Phàm mời hắn ta vài ly. Anh họ, thực sự là anh còn rất trẻ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng làm sao anh chắc chắn rằng tổng giám đốc đang nể mặt anh mà miễn phí bữa ăn này chứ? Chứ không lẽ đang nể mặt chú? Lương tháng của anh đây là 1 xu, chú có xu nào không? Sao cơ, anh nhiều tiền lắm à? 1 xu cũng không nhiều lắm, nhưng Lâm tổng của chúng ta 1 năm miễn cưỡng cũng làm được thôi mà. Ha ha ha, ta nói cháu Lâm Phàm, anh cháu chưa có đối tượng hay đưa vị hôn thê của cháu cho anh họ đi, rồi nhờ Lâm Khải ở khách sạn Đế Hào tìm cho cháu một công việc tử tế. Các người có ý gì? Lâm Phàm, còn nhờ các người sắp xếp công việc sao? Gia đình bác tôi chỉ nói thế thôi, tôi sẽ giải quyết. Bác nói thế là quá lời rồi, bác xin lỗi Hà Tĩnh đi, tôi nói gì sai sao? Cưới được một cô vợ xinh đẹp như vậy thì anh có đủ khả năng nuôi nó không? Nuôi được hay không là việc của tôi, không phiền bác phải lo lắng. Thôi theo tôi thấy anh vừa rời đi, cô ta liền lăn lộn cùng người khác trên giường. Bác gái, bác nói như vậy còn chút dáng vẻ nào của người lớn không? Hà Tĩnh rất đẹp nhưng cô ấy là vị hôn thê của tôi. Hơn nữa không phải con trai của bác luôn được coi trọng sao? Mỗi tháng đều được 1 xu sao? Anh ta không tự kiếm được sao? Tôi nói sai sao? Cậu còn không có đến một món quà cưới bằng tiền, đều là chấp vá lụng tung mà ra. Tốt hơn đưa nó cho con trai tôi. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài, anh không hiểu sao? Tôi khuyên anh hãy tự suy nghĩ về vị trí của mình. Đúng đấy, đã nghèo còn bày đặt là màu. Được rồi, chào Trần tổng, hiện tại tôi đang ở chi nhánh khách sạn của anh. Ở đây có quản lý nói nể mặt Lâm Khải nên tôi không xứng đáng đến ăn tối. Anh Lâm, anh đối với chúng tôi là vị khách danh dự nhất. Đừng nghĩ coi điện thoại là tôi sợ. Tôi là quản lý, ra khỏi đây ngay. Cút. Giám đốc Trần bị ngắt máy liền cho người điều tra xem có ai tên họ Lâm làm quản lý thì liền sa thải. Anh có tư cách gì mà ngồi ăn trong những dịp như thế này? Tôi nói anh mau cút, anh không nghe thấy sao? Đủ rồi, Lâm Phàm không xứng thì tôi có xứng không? Bữa tiệc này tôi nghĩ không làm cũng được. Ông nội trách móc tên anh trai thì hắn ta liền nói ông là thiên vị tiểu phàm. Nếu không phải bữa ăn này vì nể mặt cháu thì Lâm Phàm làm công nhân có thể trả sao? Đúng vậy bố, nếu không nhờ Tiểu Khải thì tối nay mà không có tiền cả nhà chúng ta đều phải xấu hổ đó. Ông nội hết nói nổi muốn cùng Tiểu Phàm rời đi, ông nội hai người họ mới phải rời đi. Cô câm miệng lại, nếu anh được coi trọng vậy chắc anh biết rất nhiều người nhỉ. Vậy số của Tổng Giám Đốc Trần anh có không? Trần Tổng Nhật Lý Vạn Cơ, tôi may mắn được gặp vài lần. Lâm Phàm, anh muốn làm gì chứ? Anh không có số của anh ta nhưng tôi có, anh thật không biết xấu hổ. Để tôi xem anh định giả vờ đến khi nào. Anh Lâm, người quản lý Lâm Khải mà anh đã đề cập tôi đã tìm ra rồi, tôi sẽ sa thải anh ta ngay. Tên anh họ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh thì quản lý đi vào. Này anh Lâm, tôi đã không giải thích rõ ràng khiến cho anh bị hiểu lầm tại đây. Đây là khách sạn của chúng tôi gửi đến loại thực phẩm tốt nhất dành cho anh dùng. Loại rượu quý này tôi mới thấy trên TV thôi. Xin lỗi bà, là anh vậy. Con trai tôi Lâm Khải là quản lý đầy triển vọng của các anh đây. Anh mau đuổi tên này ra ngoài đi. Hắn còn tự nhận quen Trần tổng của các anh. Thật sự coi mình là đĩa thức ăn mà vội vàng mang lên bàn. Câm miệng, Lâm Phàm là khách quý của khách sạn chúng tôi, không phải chứ quản lý. Tên công nhân quèn này sao có thể là khách quý của khách sạn chúng ta? Chính là các người khinh thường người khác. Lâm Khải, tôi nói cho anh biết, anh bị sa thải, tôi sẽ ban hành lệnh cấm anh và người thân anh. Không, không, không phải chứ. Sao anh lại sa thải tôi? Làm gì sai sao? Chỉ với lý do là anh đắc tội với khách quý của Trần tổng. Tên anh họ vẫn cãi cố liền bị quản lý nhổ phì bảo hắn cút. Hai mẹ con Lâm Khải giờ lại quay sang cầu xin Tiểu Phàm. Em nói với Trần tổng giúp anh, một khi lệnh cấm được ban hành thì toàn bộ Hoa Hạ sẽ không ai thuê tôi nữa. Anh quay sang chỉ trích hai mẹ con hắn và nói, chỉ cần Hà Tĩnh có thể tha thứ cho bà, tôi có thể gọi cho Trần tổng bãi bỏ lệnh cấm. Hà Tĩnh, cô là một cô gái tốt, Lâm gia có được cô chính là phước của tổ tiên để lại. Trong mắt bà không phải tôi là người nháy mắt là có thể cùng nam nhân khác lăn lộn trên giường sao? Sao giờ không còn nữa? Tất cả là do cái miệng của tôi. Quản lý, tôi thấy hai người này thật kinh tởm, người đâu lôi hai tên này ra ngoài. Hai mẹ con dãy dụa vẫn cố to mồm. Lâm Phàm, tôi là trưởng bối, tôi nói anh vài câu thì làm sao? Tiểu Phàm nghe vậy liền ngăn lại, Trần tổng có phải là nề mặt tôi nên cho gọi món miễn phí không? Vậy thì tôi có quyền quyết định ai được miễn phí đúng không? Chai rượu này giá bao nhiêu? Chai này tuy không đắt bằng chai nãy tôi đưa anh, nhưng giá cũng 1 xu. Chai này anh ta vừa mời chúng tôi chưa uống gì. Vì vậy, hai mẹ con hắn ta quay ra cãi nhau chí chóe. Lâm Khải bị bắt thanh toán, thanh toán xong liền bị lôi đi. Ông nội xót xa nhìn Tiểu Phàm, dù nhà bác có hơi quá đáng nhưng dù gì cũng là gia đình, con hãy bảo Trần tổng hủy bỏ lệnh cấm đi. Ông đừng lo, con chỉ là đang dạy cho nhà họ một bài học thôi. Lâm Phàm trưởng thành rồi,
Tiểu Phàm muốn đi vệ sinh, muốn để Hà Tĩnh nói chuyện với ông. Ra ngoài thì gặp Lý Minh, anh ta đang đi ăn tiệc muốn rủ Lâm Phàm qua luôn. Kỳ Tòng Lương mà cậu thầm thương trộm nhớ cũng ở đó. Hôm nay là ngày đính hôn của cô ấy. Tiểu Phàm chưa kịp trả lời đã bị lôi đi. Mọi người đang chúc phúc thì Lý Minh mở cửa bước vào. Mọi người xem ai đây này? Ai đây? Không phải là bạn học cũ của chúng ta sao? Hai vợ chồng nhà vĩ đại vừa thấy anh liền chế nhạo anh vì bức thư tình hồi đấy anh gửi cho vị hôn thê của hắn. Lâm Phàm, anh ở đây là vì anh không thể quên tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi đã hứa sẽ kết hôn với Dương vĩ đại rồi, cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi cũng vô ích thôi. Kỳ Tòng Lương, cô cũng biết cách dát vàng lên mặt mình nhỉ? Tôi viết cho cô một bức thư tình nhưng không hề nói không thể quên cô. Hơn nữa tôi cũng đã có vị hôn thê rồi, không chỉ đẹp hơn cô mà thân hình cũng hơn cô, giàu có hơn cô nữa. Cô ta khinh Tiểu Phàm tiền ít mà còn muốn hít miếng thơm. Cả tên vĩ đại cũng muốn anh show vợ ra xem xinh đẹp đến nhường nào. Tôi xin lỗi với một số người không xứng. Mày, nào nào, Dương thiếu tất cả đều là bạn học cũ. Bỏ đi nha, ai là bạn học cũ của hắn? Là tôi, ai là bạn học cũ của hắn? Không sao, không sao không, không phải bạn học cũ. Dương vĩ, anh có chuyện gì thì kiếm tôi này, mắc gì bắt nạt Lý Minh? Tôi bắt nạt có phải phải không? Bạn học cũ này không tham gia cũng không sao. Lý Minh, hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ nói cha tôi sẽ rút hết số tiền đã đầu tư vào công ty cậu. Đầu tư gì vậy? Cậu đang thiếu tiền à? Tại sao cậu không nói cho tôi? Tiểu Phàm, tình hình anh thế nào không phải tôi không biết, làm sao tôi dám mượn tiền anh? Không phải, bây giờ tôi không còn như xưa nữa, tôi sẽ giúp anh giải quyết mà, bây giờ tôi có tiền mà. Tiểu Phàm, ý cậu là cậu có thể thu hút đầu tư sao? Cái này tôi không thể thu hút đầu tư, nhưng tôi có thể đầu tư cho cậu. 100 tệ đủ không? Lâm Phàm, anh có biết các thiếu gia ở đây tài sản dòng chỉ có 10 tệ là nhiều, anh định làm tôi cười chết hay sao? Làm sao các người không tin sao? Anh khẩu khí lớn như vậy làm sao chúng tôi có thể tin được? Bỏ đi Tiểu Phàm, chuyện hôm nay tôi xin lỗi anh, tôi biết anh làm thế là để giúp tôi không làm vậy vì sĩ diện. Tôi cảm thấy an tâm hơn nếu giao tiền cho anh, đưa thẻ cho tôi. Tiểu Phàm liền gọi Hà Tổng để chuyển 100 tệ vào thẻ của Lý Minh. Lâm Phàm, anh giỏi giả vờ như vậy sao, không đi làm diễn viên vậy? Sau 10 phút nữa tôi sẽ khiến tất cả những người coi thường tôi và Lý Minh phải trả giá đắt. Được, vậy chúng ta chơi một trò chơi lớn. Nếu hôm nay Lý Minh thật sự nhận được 100 tệ này thì tôi sẽ mở rộng hai chân mình, tùy anh xử lý. Nếu không thì chi phí của tất cả mọi người ở đây do anh thanh toán hết. 100 tệ không có thì 1 tệ phải có chứ. Tiền tôi có thể trả nhưng cô thì thôi đi, tôi thấy bẩn. Dương Vĩ thấy vậy liền bảo mọi người kêu thêm đồ ăn. Hắn ta thẳng tay gọi lên một thùng rượu giá 2 tệ 5 xu. Tôi không ngờ hồi đi học Lâm Phàm thậm chí không đủ tiền để ăn, vậy mà giờ hào phóng vậy sao? Lát nữa tính tiền đừng có mà khóc đấy nhé. Các bạn học cũ, hay là chúng ta trả lại rượu có được không? Câm miệng lại, trả cái gì? Nếu hắn không có tiền trả tôi sẽ cho hắn một cái tát vào mặt. 2 tệ 5 xu với một cái tát là hời cho hắn rồi. Được rồi, tôi cũng muốn xem một lúc sau ai sẽ bị đánh vào mặt. Sắp hết 10 phút rồi đó, 100 tệ của anh đã đến chưa? Lý Minh xem điện thoại đi, đến rồi, thực sự đến rồi. Lâm Phàm, tôi không thể ngờ rằng mấy năm gần đây cậu lại giàu đến như vậy, không thể nào. Giá trị tài sản của tôi có khoảng 10 tệ, anh ta là một công nhân quèn làm sao có thể có 100 tệ chứ? Đưa điện thoại tôi xem, đưa tôi xem, thật sự có tiền. Lý Minh đưa anh ta xem, không anh ta lại nghĩ chúng ta xạo. Ha 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 Lý Minh, trong điện thoại cậu chẳng có gì ngoài tin nhắn đòi nợ. Sao vậy? Lý Minh, tiền vẫn còn chưa đến sao? Tiểu Phàm, tôi biết cậu muốn giúp tôi cố tình nói vậy thôi. Kỳ Tòng Lương cướp điện thoại của Tiểu Phàm rồi muốn anh quỳ xuống cầu xin cô ta. Nào ngờ điện thoại reo lên, 100 tệ đã vào tài khoản. Ôi trời ơi, anh ấy thực sự là người giàu nhất thế giới. Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới nhé. Nếu thích mình làm phim gì thì cũng bình luận cho mình biết luôn nha. Không ấy thì các bạn vào kênh mình để xem thêm nhiều bộ phim khác hay hơn nữa nha. Nếu yêu quý mình thì cho mình xin một like và một sub ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.